dấu ấn mạnh mẽ nhất từ đầu mùa giải cho đến bây giờ, bởi vì anh ta có một lối chơi mà rõ ràng rằng vâng thiên hướng về kinh nghiệm lên ngôi khi mà anh ta liên tiếp có những trận thi đấu không phải bị hạ gục bất kỳ một lần nào cả, nghĩa là không bao giờ màn hình của anh ta bị lỗi đèn màn hình mà luôn trong tình trạng sáng. Và một con dích cực kỳ hiệu quả khi mà khả năng đi đường, khả năng đi farm và khả năng di chuyển đều là rất ổn định. Và quay trở về khâu ban pick ngay lập tức thì chúng ta thấy được rằng bốn vị tướng bị ban ở đây gồm có Olaf, Aurion So, Orianna và cuối cùng là Zeke. Những vị tướng ở đường giữa thường xuyên là những vị tướng được lựa chọn cấm đi, và Olaf cũng sẽ không xuất hiện ở trong trận thi đấu này. Ngay lập tức thì hai bên cũng đã có cho mình một đội hình rất đầy đủ, gần hoàn thiện rồi, với bốn vị tướng bên phía của đội tuyển EVOS gồm có Gragas, Lee Sin, Akali, Kai'Sa và cuối cùng là Alistar, khu vực đường trợ thủ rất cứng cáp. Trong khi đó thì bên phía của team King of Game họ có cho mình Camille ở đường trên, Savannah ở vị trí đi rừng, Yasuo đường giữa và Cookie ở vị trí đường dưới để kết hợp với cả Ram hỗ trợ. Như vậy là bên phía của team EVOS ngay khi mà con Zeke trong tay của anh chàng Z4 bị cấm thì anh ta sẽ lựa chọn cho mình một vị trí khác, và đó chính là Akali. Tôi nghĩ rằng Akali là một trong những vị trí mà nếu như bên phía của team KOG họ đã dùng một lượt cấm để cấm thẳng vào Zeke thì đồng nghĩa việc họ sẽ bỏ hở Akali cho vị trí của bên phía team EVOS, và lần này không còn là một đỉnh giá dơ nữa mà rõ ràng những lượt lựa chọn của EVOS đều đang nhắm về thiên hướng muốn đánh theo kiểu tốc độ cao nhiều hơn. Tốc độ cao và có thể có được thắng lợi ở những giai đoạn sớm đúng không? Hầu hết những vị tướng mà EVOS sử dụng đều là những vị tướng có khả năng bắt lẻ mục tiêu rất tốt, và đó là những cái trường hợp thường xảy ra ở giai đoạn đầu trận, và hy vọng rằng trong trận thi đấu này thì EVOS họ sẽ làm tốt với đội hình mà họ đã lựa chọn. Nhưng đối thủ của họ lần này thì đó là một đội tuyển KOG cũng đã có một chiến thắng rất ngoạn mục trước Universal One khi họ thắng tuyệt đối 2-0. Và họ cũng đã có một đội hình sở hữu với đấng Yasuo, cùng với đó là con bài có khả năng hấp tung tốt như là Braum. Vâng, chúng ta cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên đến từ bên phía team EVOS cũng như là bên phía KOG. Nhưng ta có thể thấy rằng thì có lẽ rằng cả hai bên đều đã lộ diện ở những trận đấu trước đó ở vòng tứ kết nên không có bất kỳ một tiếng cướp bóc nào đây cả. EVOS cũng như là KGM đều tỏ ra là tương đối bình tĩnh khi mà cả hai đều cố gắng để di chuyển. Còn đây là Z4 với Akali ở đường giữa để đối đầu với cả anh chàng đó là Cheetah199 với Yasuo. Cheetah1 thì cũng là một người chơi cũng đã sở hữu những danh hiệu MVP ở trong ván thi đấu mở màn giải đấu lần này. Và không biết lần này thì anh ta có bị bón hành giai đoạn đầu và giai đoạn sau thì lại tỏa sáng như một vị thần hay không. Khu vực đường dưới sẽ là sự kết hợp của Corki và Bram. Bram hôm nay thì cái sự xuất hiện của anh chàng này cũng có một tần suất khá dày đặc, cũng tương tự như cái cách mà Alistar xuất hiện vậy. Đúng là như vậy. Ngay ở trong khâu bàn pick thì hai bên đều đã lựa chọn thả Bram, và một bên có Bram thì bên còn lại sẽ có Alistar, đều dễ hiểu mà thôi. Savannah là một trong vị tướng đi rừng tôi đánh giá không cao trước cấp độ 5. Tuy nhiên cô nàng này sẽ khá mạnh mẽ ở giai đoạn đầu đó trước cấp độ 5 trở đi với chiều cuối của mình. Trong đó anh chàng bên phía team EVOS đó là anh ta Varus, anh ta được lựa chọn cho mình đó là Lee Sin. Chắc chắn rồi, tầm hoạt động của anh ta sẽ tỏ rõ sự hiệu quả hơn ở đầu đó trước cấp độ 5. Còn đây là Kin Solikyu với cả Gragas trong tay của Kasatan, và tỏ ra là tương đối hiệu quả khi cấu đi đâu đó nửa máu của Gragas. Đọ máu với Ragat thì có lẽ cũng không phải là một vấn đề quá lớn khi chiêu thức và nội tại của anh chàng này thì hoàn toàn giúp cho anh ta có thể trụ lại đường được rất tốt. Và ở khu vực đường dưới thì thế lính đang được đẩy lên rất cao, và King of Gamer bộ đôi ở khu vực đường dưới họ đang gặp một chút khó khăn trong việc farm lính với cả đối phương. Và ở thời điểm hiện tại một sự chênh lệch tiền nho nhỏ dành cho bên phía của EVOS, và đây là pha tranh cướp con cua kỳ cục. Vâng, mang vào đến từ anh chàng Varus, anh ta đang cố gắng để hạ gục Tham, và anh ta hạ gục thành công được Tham ở trong tình huống đó, mang về chiến công đầu. Và tiếp tục tốc biến lên đến từ Kin, ý đồ là mang về mạng của Rogan, nhưng có vẻ như sau khi có mạng anh ta cũng phải trả cái giá của mình. Nhưng mà EVOS đã là người làm tốt hơn khi họ đã lấy 1-2 ở trong một tình huống tranh cướp con cua kỳ cục trước đó. Một cú tốc biến rất liều lĩnh đến từ vị trí của Kin khi anh ta biết chắc rằng sau khi anh ta tốc biến qua cái bậc thềm đó là anh ta sẽ phải bỏ mạng lại. Đối phương có đến 2 người và cố gắng để đổi mạng với đó là vị tướng Gragas. Thiếu một chút nữa thôi là Gragas có thể là bảo toàn mạng sống của mình rồi, nhưng mà lượng máu của anh ta thì hơi thấp một chút, và qua đó thì King of Gamer họ cũng vẫn là lỗ. Vâng, đúng là như vậy, một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng bên phía King of Gamer đã lựa chọn sai, bởi đội hình họ với việc mà có cho mình Savannah đi rừng thì trong những tình huống đánh nhau theo kiểu hòa người trước cấp độ 5 chưa có chiêu cuối đến Savannah thì là rất khó để giành chiến thắng, bởi Lee Sin vẫn luôn đánh giá cao hơn rất là nhiều ở giai đoạn đầu game. Chính xác. Với việc mà hơn mạng cũng như là mang về cho mình chiến đấu đầu thì lượng chênh lệch đã có đâu đó khoảng 1k tiền ở thời điểm thứ hai của trận đấu. Và ở thời điểm hiện tại thì không có kiếm âm u được lên đến từ vị trí của Lee Sin, anh ta sẽ quyết định sử dụng cho mình có lẽ sẽ là kiếm Mayumu ở thời điểm hiện tại. Còn trong khi đó KOG Tham anh ta sẽ thọt hơn một chút sau pha thi đấu vừa qua, hiện tại cũng đã có cấp độ 5, và mục tiêu hướng đến của các thành viên về phía King of Gamer có lẽ sẽ là những con rồng, bởi những con rồng thì nó sẽ kích hoạt được thêm những sát thương đến từ các chiêu thức của Savannah trong tay Tham. Vâng, Yasuo cho là Cheetah One đã giúp họ giành thắng trước bên phía của Mystic Game bằng trụ. Và đó là làm choáng đến từ nội tại Ram, nhưng sát thương là quá nhiều số bạn đến từ Alistar. Tuy nhiên thì sát thương dồn vào là quá nhiều, và đó là một tình huống mà không đủ sát thương để anh chàng Hiko có thể lên bảng điểm số.
một tình huống mà tôi nghĩ rằng tương đối quyết đoán đến từ Evot. Có lẽ họ muốn lấy lợi thế trước thềm của con rồng đầu tiên của trận đấu. Và họ nên làm điều đó, bởi lẽ nếu để một Sylvanas có được quá nhiều nội tại của rồng nguyên tố thì nó là một sức mạnh rất khủng khiếp. Và đây là tình huống ganh khu vực đường trên. Và đó là một tình huống mà anh ta di chuyển tới một cách đầy bài bản, sóng âm không trúng nhưng không sao. Sát thực là quá thừa để họ có thể có được cái mạng hạ gục thứ ba cho bên phía team Evot. Một cú xử lý rất nhanh chóng và quyết đoán đến từ Vaders khi anh ta thực hiện những cú combo không trượt phát nào. Trong khi đó ở vị trí của Kinkin, mặc dù đã gửi tối hậu thư rồi đu dây móc các thứ các kiểu rồi, nhưng mà anh ta cũng không thể nào mà thoát đi được trước sự sát thương quá lớn của một con Lee Sin đang cũng có thể nói là xanh ở thời điểm hiện tại. Vâng, bên phía của team Evot đã rất biết cách để có thể đánh vào điểm yếu của bên phía team KOG ở đâu đó trước cái thời điểm thứ tư trận đấu. Rõ ràng Tham đang chưa thể can thiệp được nhiều vào những dạo đi đường của những người đồng đội của mình. Và bây giờ đến với dòng đất của trận đấu. Tôi nghĩ rằng với việc sở hữu cho mình Sylvanas thì những con rồng luôn là một trong những món thơm tho mà mình với team KOG rất muốn hướng tới. Tuy nhiên thì bên phía Evot đang là người làm tốt hơn, và đó là Chitawan99, anh ta bị combo và ngay lập tức bốc hơi trong vòng nửa nốt nhạc mà thôi. Bây không kịp thì làm bất kỳ một cái gì cả. Bây giờ thì họ thoải mái ăn rồng thôi. Sylvanas cùng với những đồng đội của mình thiếu người. Và đây là một thiệt thòi rất lớn. Kermu thì đang cố gắng đẩy để đòi lại một cái trụ đổi lấy con rồng đấy chăng, nhưng Akali đang có hướng di chuyển lên khu vực đường Baron. Và đây là một cú cản phá rất hay từ Miracle. Các thành viên của King of Gamer không tiếp cận được con rồng này, và rồng thuộc về Evot. Nhưng Miracle liệu rằng có phải trả lại bằng một cái mạng hạ gục của mình hay không đây? Câu trả lời là có. Và đó là mạng hạ gục tôi nghĩ là quá ít ỏi. Bởi rõ ràng rằng chỉ đổi mỗi mạng của Miracle người hỗ trợ để đổi lấy một con rồng thì đó là một lợi thế bên phía của team Evot. Và với việc có cho mình và sở hữu cho mình con rồng đất của trận đấu thì khả năng chống chịu đến từ Alita ở thời điểm sau nó còn tỏ ra đáng sợ hơn rất là nhiều. Và trận thi đấu này là cặp thi đấu của hai đội chiến thắng. Vì vậy nên những cái tình tiết vừa qua nó cũng đã cho thấy cái độ kịch tính nhất định đến từ Evot cũng như là King of Gamer. Và đến thời điểm hiện tại thì Sylvanas quyết định sẽ sử dụng cho mình cái giác thiên thần đầu tiên, đồng nghĩa việc là sát thương đến từ con bài này nó cũng sẽ không có quá nhiều. Thay vào đó thì kiếm Mayumu được lên xong đến từ Lee Sin, và anh ta đang sở hữu một KDA cũng rất chói sáng. 202 5k tiền ở thời điểm phút thứ 5 của trận đấu, đó rõ ràng là một con số áp đảo hủy diệt mà bên phía của team Evot đang sở hữu trong tay của Lee Sin. Anh chàng Varus đã có được những tình huống di chuyển, và điều quan trọng là combo của anh ta. Những tình huống thể hiện được cái sóng âm thực sự là quá dính. Và một lần nữa thì anh ta lại tiếp tục di chuyển. Và người được gọi tên đó là Yasuo. Varus có máy quét và anh ta cướp con người đá để đợi chờ tên lính tiếp theo. Có lẽ họ sẽ muốn băng trụ, tuy nhiên thì nên nhớ rằng Sylvanas đã di chuyển ở rất gần rồi. Và để chắc kèo họ gọi thêm cả Miracle và gọi thêm của G4 ở đây. Tuy nhiên bên phía đối phương cũng đã có đủ cả 4 thành viên. Và có lẽ sẽ dừng lại không. Tham đang di chuyển vào, không sao, anh ta có chiều cuối để có thể sẵn sàng cho mình tình huống lộn lên đây và khạc vào mặt của đối phương. Đây là một thời điểm cũng khá là nhạy cảm khi còn sứ giả khen đất đầu tiên của ván đấu thì nó cũng đã ngoi lên mặt đất rồi. Và các thành viên của Evot đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn, còn King of Gamer tôi nghĩ là họ cũng sẽ không dám ăn con tà thần sứ giả khen đất này trước mặt đối phương đâu. Vâng, một Lee Sin ngày hôm nay xuất hiện với một tần số tương đối là ít ỏi, nhưng khi mà vị trí này xuất hiện thì đều cho thấy sức mạnh của nó. Đây là giao tranh, sóng âm trúng sát thương đến từ anh chàng G4 là quá nhiều. Một cái chặt trôi đến Chizawan, nhưng sát thương dường như là không có. Tham lùi về tuyến sau cố gắng để khạc, nhưng Miracle đang quá trâu. Anh ta hất tung Tham về, Tham dùng tốc biến để né, nhưng với việc có Varus cũng như là Zed, anh ta đã không thể về được. Và ngay lập tức G4 băng vào thẳng người đối phương, mang về thêm một mạng gục nữa, và chưa dừng lại ở đó. Họ sẽ có thêm mạng Kinkin. Và đó là ba mạng hạ gục cho bên phía Evot ở trong một giao tranh tổng với đối phương. Thật sự lại là một pha vào sau đến từ vị trí của Kin không hề hợp lý một chút nào cả. Đây là lần thứ hai tôi thấy một con Kermu vào sau cái kiểu này rồi. Và khi mà đồng đội của mình cũng đã nằm xuống và lui về rồi thì cái việc Kin tiếp tục dấn sâu vào đường của đối phương là một quyết định rất sai lầm. Vâng, sát thương đến từ G4 với chiều cuối, chúng ta có thể nhìn thấy một lướt của anh ta thôi là cấu đi một lượng máu dường như là không phanh đến từ bên phía của team KOG. Và sau đó thì mặc dù Hiko đã có một vị trí tốt, nhưng điều quan trọng là Miracle đã quá trâu và Kinkin đến quá muộn. Khi anh ta đến, đồng đội lựa chọn lui, anh ta lựa chọn bỏ cái mạng của mình lại để cứu thua cho cặp đôi xạ thủ hỗ trợ. Thật ra pha thì điều đó anh ta hoàn toàn có thể lựa chọn là không lao vào, và anh ta có thể hoàn toàn rút về cùng với những đồng đội của mình khi mà hai cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của King of Gamer cũng đã đi ở một khoảng cách rất xa rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì lượng tiền nó đang chênh lệch con số rơi vào khoảng 4.000 tiền sau 7 phút thi đấu. Đây cũng là một lượng tiền ổn để cho Evot có thể tạo được một quả cầu tuyết và khiến cho King of Gamer bắt đầu thấy được những cái sự khó thở ở đây rồi. Tôi nghĩ rằng khi mà một đội tuyển dày dặn kinh nghiệm Evot họ có được cho mình lợi thế thì họ sẽ rất biết cách để có thể biến cái lợi thế đó trở thành cấp số cộng ở thời điểm sau. Và chắc chắn với việc có lợi thế như thế này thì tiền đề của bên phía KOG ở những giây phút tiếp theo có lẽ đó sẽ là những khó khăn rất lớn. Họ đang cố gắng để có thể thi đấu
ý đồ là quá rõ ràng rồi, họ sẽ cố gắng để đóng băng trận đấu này lại và đẩy thấp cái nhịp độ xuống để kéo đội hình họ về lết. Bởi dù sao đội hình này về lết tỏ rõ sự khỏe khoắn của mình, nhưng có lết được hay không khi mà ngay lập tức Lee Sin có thêm mạng hạ gục của Sylvanas trong tay của anh chàng tham người trên đi rừng bên phía team KOG, và đó là mạng hạ gục thứ 8 dành cho Evot. Có lẽ lựa chọn Sylvanas ở khu vực được rừng là một lựa chọn khá năm ăn năm thua, và khi mà bạn đã thọt rồi, việc bạn không sở hữu được các dòng nguyên tố nó cũng sẽ gây cho bạn một sự thiệt thòi nhất định. Và đây là một tình huống ăn con dòng lửa, dòng thứ hai sẽ dành cho Evot. Chắc chắn các thành viên của King of Gamers rất khó để có thể có được con dòng này. Vượt qua Miracle là một cái gì đó quá khó, muốn đánh nhau ở trong thế trận thiếu người. Ubaby đang đứng một góc không thực sự đẹp, nội long cước là quá đẹp chúng ba người. Tuy nhiên thì đẹp là chưa đủ, bởi sát thương là không đủ. Kinkin lao vào, Kai'Sa đang được bắn, nhưng lựa chọn của KOG là lui về hàng tuyến sau. Nhưng đó vẫn cứ là thành công mà thôi, bởi Evot chỉ bỏ ra đúng một mạng và lại một lần nữa mang về thêm một dòng nguyên tố cho bên phía của team Evot nữa. Không chỉ vậy, Evot G4 anh ta đã nhân cơ hội này để đẩy trộm ở khu vực đường trên, và qua đó khiến cho King of Gamers họ mất một trụ ở khu vực đường trên. Thậm chí con sứ giả Genus cũng đã giúp cho họ lấy được cả một trụ khu vực đường giữa. Và Evot trong pha vừa rồi chỉ mất điểm mạng gục của Lee Sin thôi, còn lại cũng khá là hoàn hảo. Như vậy là với cây đây 3-1-5 ở thời điểm này thì anh chàng Lee Sin của chúng ta đang có cho mình gần 9.000 tiền. Đó là một con số ít nhất bằng hai vị trí đường dưới của bên phía team KOG cộng lại. Trong khi đó người chơi đi rừng với việc lựa chọn cho mình Sylvanas không phải là Javan đệ tứ hay những vị trí theo kiểu cơ động để có thể vâng chơi hòa với Lee Sin, thì 1-3-2 là một trong những cây đây thực sự khiêm tốn dành cho Sylvanas trong tay của Tham. Và bây giờ giai đoạn tiếp theo thì bên phía của team KOG đang muốn di chuyển cùng nhau, và lựa chọn của họ là đang cố gắng để đẩy lên đường trên mang về cái trụ đầu tiên cho mình. Còn đây là Grab, anh ta bị lộn, anh ta bị đẩy, bị chăn chối, bị ba chiêu cuối dồn vào mồm, và ngay lập tức anh ta phải lên bảng điểm số mang về một trụ đầu tiên cho bên phía của team King of Gamer. Nhưng đường dưới họ cũng đang bị đẩy, họ buộc phải về, và đó chỉ là một pha đổi trụ mà thôi. Đổi trụ, nhưng trụ 2 đổi lên với trụ 1 thì chắc là đổi cả tuần tôi cũng đổi, và thậm chí là cả trụ 2 ở khu vực đường giữa cũng sẽ bị bóc đi. Và Evot thì họ vẫn hoàn toàn tính toán được những cái lợi ích khi mà họ quyết định sẽ bỏ lại điểm mạng gục của Gragas ở khu vực đường trên, họ vẫn không thiệt. Và rõ ràng rằng bên phía của team KOG đã có một sự nghiên cứu chưa thực sự đủ kỹ về G4 ở đường giữa, khi mà họ lại lựa chọn cấm Zik nhưng thả Akali, và tôi cảm tưởng như thà họ cấm Akali và thả Zik còn hơn. Bởi tôi nhìn thấy con Akali này đang quá khó chịu khi mà Cookie trong tay của Hiko liên tiếp không có những tình huống được chơi game bởi khả năng ám sát đến tuyệt vời của G4. Và bây giờ họ đang muốn fake Baron. Dễ hiểu thôi, bởi Evot đang là người làm tốt hơn, tầm nhìn cũng như là về lượng chênh lệch khả năng ao đồ, ao cấp độ ở thời điểm này sẽ khó lòng mà khiến cho bên phía của KOG có thể giao tranh một cách sòng phẳng với Evot được. Và đơn giản là Evot thậm chí họ chỉ cần canh me ở con Baron đó thôi, sau đó thì họ bắt lẻ được ai đó và quay trở lại ăn Baron. Thì nó cũng là một chiến thuật mà các đội tuyển trong ngày thi đấu hôm nay sử dụng rất nhiều với những đội tuyển mà đang có thế áp đảo so với đối phương. Mất quá nhiều trụ và điều đó khiến cho King of Gamers đang có một lượng tầm nhìn quá ít đòi. Và nếu để ý mà đồ con, chúng ta có thể nhìn thấy rằng dường như không có bất kỳ một con mắt nào đến từ bên phía của KOG ở trong phần rừng của đối phương. Trong khi đó thì trong phần rừng nhà mình họ cũng đã bị máy quét clear dường như là hết mắt rồi. Nên những bước di chuyển của King of Gamers ở thời điểm này tỏ rõ được sự lúng túng, bởi họ không biết đối phương ở đâu. Tất cả đều biến mất ở trên bản đồ. Cặp đôi này muốn di chuyển vào, chắc chắn họ sẽ biết rằng trong bụi cỏ này có người, họ cũng không vội vàng để vào. Và sau đó khi mà check được, họ dần dần tiến vào và sẽ cắm thêm một con mắt ở trong hang Baron nữa để không bị động ở thời điểm sau. Và 7.000 tiền giãn cách, con số đang ngày một tăng lên nghiêng về phía của Evos khi họ lần lượt lấy được các mục tiêu lớn trên bản đồ. Và ở thời điểm hiện tại, khu vực nhạy cảm nhất sẽ là hang con Baron. Và các thành viên bên phía của King of Gamers họ cũng sẽ tỏ ra rất khó khăn khi mà cái hướng này thì họ cũng rất khó để có thể kiểm soát những lượng tầm nhìn. Và Evot thì họ thong thả thôi, họ đẩy lính cao ở hai bên cánh và thậm chí đẩy lính cao luôn ở khu vực đường giữa, thì khả năng tiếp cận đến con Baron của King of Gamers sẽ vô cùng khó khăn. Khá khen cho Ubaby khi mà ở những tình huống gần đây anh ta luôn có những tình huống check map là rất ấn tượng với Bram và khiến cho đồng đội không bị động. Còn đây là Kinkin, anh ta cố gắng để tẩu thoát về. Tôi nghĩ rằng cuộc đua ở đường dưới sẽ là cuộc đua ít khi khô máu. Còn đây là Miracle, tôi nghĩ nếu như lựa chọn đánh Miracle ở thời điểm này là King of Gamers sẽ sai, bởi ta quá trâu rồi, sát thương vật lý thuần là không đủ. Tha muốn lộ đây ở trong tình huống này hay không? Và đó là Miracle, anh ta chống chịu một khoảng thời gian rất lâu, đâu đó 5 phút, lao vào tiếp tục là chiêu cuối, dồn toàn bộ vào một con Alita. Và sau đó lấy gì để thi đấu đây, khi lúc này Grogap cũng như là Kai'Sa đang thoải mái gây sát thương, và đặc biệt là G4 vòng tuyến sau hạ gục được Cookie, họ tiếp tục bay lên, máu quá yêu đến Ubaby. Và đó là một tiếng hất tung đến từ Miracle, anh ta vẫn còn sống. Và Kai'Sa đang thoải mái bắn buộc phải tốc biến lên Kinkin. Tuy nhiên thì ta có thể về được không? Câu trả lời là không thể về được. Và thậm chí rằng Varus cũng đã chấm dứt những hy vọng cuối cùng dành cho King of Gamers ở trong pha giao tranh này khi lấy về tới 4 mạng hạ gục cho bên phía Evot.
Cheetah One không chơi được ở trong cái game đấu này. Anh ta bị loại khỏi giao tranh và thậm chí là cả Gorky nữa khi mà đối phương sở hữu cho mình đó là hai chất tướng có khả năng bắt lẻ rất tốt, hay chính xác hơn là nhắm thẳng vào một mục tiêu vào rồi sát thương như Lee Sin. Và hãy nhìn pha thi đấu này, trong khoảng thời gian rất lớn, Miracle anh ta bật cho mình cái bất khuất và sau đó là rất nhiều sát thương được dồn vào và những cái chiêu cuối quan trọng. Và tiếp tục sẽ là một cú tele đến từ các thành viên bên phía của đội tuyển EVOS và họ xé tan đội hình của đối phương. Vâng, anh chàng Alita cho tay của Miracle ở thời điểm này không khác gì là một con Baron thứ hai biết đi ở trên bản đồ, quá trâu và nguy hiểm. Anh ta chống cự trâu đến mức mà đánh nhau xong anh ta vẫn còn một lượng máu đủ ổn để tiếp tục bơi. Và bơi rất mạnh mẽ. Và ngay từ đầu thì bên phía của KOG đã lựa chọn mục tiêu sai, bởi lựa chọn vào Miracle ở thời điểm này mà không hạ gục được anh ta trong chớp nhoáng thì đó rõ ràng là một bước đi quá sai. Và bước đi đó phải trả giá bởi chính một con Baron có đợt tham không có đủ nộ để có cho mình chiêu cuối. Còn Virus ở thời điểm này anh ta đã có cây đây là 517, anh ta đang thực sự là quá xanh xào. Những cú đá của anh ta ở thời điểm này tôi nghĩ rằng nếu như những vị trí yếu thì có thể là một đá chết luôn. Còn đây là đi thẳng vào giữa trụ để đẩy đối phương ra ngoài để thể hiện sự hổ báo của mình. Đẩy luôn cả vị trí support luôn, đẩy luôn cả Raum, chứng tỏ một cái sự hổ báo nhất định đến từ vị trí của Miracle khi anh ta đang có một sức chống chịu cực kỳ khủng khiếp. Và các thành viên bên phía của EVOS họ thu lời được với 4 điểm hạ gục và một con Baron là quá hời. Và EVOS còn đang đánh tự tin đến mức họ all-in luôn. Thường thường có Baron thì sẽ chia ra 3 đường nhưng không. Họ đánh một cách đầy hổ báo bởi họ biết rằng họ đang sở hữu một trong những vị tướng có khả năng chống chịu mạnh mẽ nhất ở thời điểm này, đó là Miracle. 4 vị trí gây đầy đủ mọi chiêu thức và sát thương lên người của anh ta nhưng anh ta vẫn bất khuất. Vâng, đó là rồng đất, đó chính là sự lợi hại cho Miracle trong thời điểm chống chịu. Và bây giờ thì họ tiếp tục xuống khu vực đường trên và EVOS đang cố gắng để đỡ nhà, nhưng tôi nghĩ rằng để giữ được thêm một đường lính sâu cấp nữa cho bên phía KOG là quá khó khăn. Và EVOS thì họ cũng bỏ lại hai trụ hai ở khu vực đường dưới khi có một đợt lính rất to, họ quyết định sẽ đổi nó bằng trụ hai ở khu vực đường trên của đối phương với một lợi Baron còn trên người. Và họ cũng đang muốn all in thẳng ở khu vực đường trên để kiếm thêm một đường lính siêu cấp nữa. Tường gió và đây là lên. Miracle băng vào giữa đường đối phương, rất nhiều chiêu cuối tung ra, Yasuo chặn chối và sau đó anh ta cố gắng để về với mặt đất. Anh ta về được nhưng đồng đội của anh ta thì cũng đã về được rồi. Tuy nhiên cái trụ này lấy gì để giữ, Miracle vẫn đang quá trâu, đánh nhau ở trong trụ. Mặc dù họ mất hai mạng, ép lui đường đối phương, lấy về thêm một mạng Kin Kin, có thêm một đường lính siêu cấp. Bên phía của Team Kim Gamer muốn giữ lại nhưng đó chính là sự sai lầm của họ, bởi điều quan trọng là bên phía của Team EVOS còn đó là vị trí của Kai'Sa và vị trí của Akali. Hai vị trí này quá khó và sát thương là quá nhiều. Và ngay lập tức EVOS không những giữ được trụ mà tiếp tục lỗ ở thời điểm về sau. EVOS mất cái trụ cuối cùng ở khu vực đường dưới và qua đó thì King of Gamer họ cũng thu lại được một đường lính siêu cấp ngay sau khi mà EVOS có được đường lính siêu cấp ở khu vực đường trên. Một sự chủ quan nhất định đến từ EVOS khi họ không cắt cử một thành viên ra để có thể về nhà đép lính. Vâng, còn lại một cái trụ duy nhất dành cho bên phía của team King of Gamer. Nó quá bơ vơ. 8 trên tổng số 9 trụ, chênh lệch về tiền ở thời điểm này, vâng, với trình độ toán học và quá 10 của tôi thì tôi trừ không ra, nó quá lớn rồi. Chắc chắn trừ kiểu gì cũng hơn 10. Và dòng nước của trận đấu, tôi nghĩ rằng với việc mà thế linh đang đẩy quá cao và đều là lính siêu cấp như thế này thì đó sẽ là một con rồng dành cho bên phía của team Gamer. Từ từ nha, tôi nhìn thấy bên phía EVOS bị lủng một đường lính siêu cấp ở vị trí đường dưới. Vừa nãy là một tình huống mà các thành viên của King of Gamer họ có một đường lính rất to khu vực đường dưới. Tuy nhiên EVOS thì họ quá ham đánh và họ ham cái đường lính siêu cấp của khu vực đường trên. Và cuối cùng thì họ để mất đường lính siêu cấp của khu vực đường dưới mình. Wow. Như vậy là tôi không để ý lắm vào vị trí đó khi mà tôi nhìn lại xuống phía rõ ràng EVOS tập trung quá nhiều phía trên bản đồ. Và khi tôi nhìn xuống phía dưới thì bỗng dưng EVOS lại có một hạt sạn ở đây. Và đó là thẳng một đường ở đường dưới. Có cho mình con rồng thứ ba cũng sẽ là một lỗ hổng. Lỗ hổng. Và EVOS họ cần phải cẩn trọng hơn một chút. Mặc dù họ đang có một thế trận áp đảo, tuy nhiên với một đường lính siêu cấp thì cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Và ở thời điểm hiện tại thì đã khởi động cho mình con Baron. Z4 là người bị giữ lại, đó là Tùng chặn chối Tùng ra. Z4 đang cố gắng sử dụng đồng hồ cát. Anh ta né được thành công, Miracle vẫn đang bơi. Anh ta bơi quá trâu và sau đó quay ngược trở lại. Chiều cuối đó phá giao tranh thành công và Z4 quay ngược trở lại ám sát được vào vị trí của anh chàng Kin Kin. Và đây là giáp thiên thần dành cho Z4. Nhưng trước đó họ tàn vỡ thêm hai vị trí ở phía dưới của bản đồ, đó là Tham và đó chính là anh chàng Hiko. Họ buộc phải lùi và thậm chí rằng bên phía của team EVOS họ hiểu rằng cả 5 thành viên của họ ở thời điểm này là đủ để dứt điểm trận đấu, không cần thiết để coi Baron nữa. Bây giờ thì có lẽ cũng không cần thiết khi mà đợt lính siêu cấp nó gồm những con lính rất to ở đây và mang lại một sự chống chịu rất lớn. Và đơn giản họ vào kết thúc đối phương và kết thúc luôn ván thi đấu này với tỷ số là 1-0 dành cho EVOS. Một trận thi đấu mà EVOS thể hiện được sức mạnh tôi nghĩ là tuyệt đối. Nên nhớ rằng đây là King of Game, họ đã có một chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước một đội tuyển rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì ở trong trận thi đấu bán kết nhánh thắng này họ lại tỏ ra là khá nhiều điệu thục nữ khi để thua một cách tôi nghĩ là hủy diệt trước bên phía team EVOS.